Nhã Phương khoe nhẫn cưới xác nhận sắp kết hôn với Trương Giang. Nhã Phương vừa chia sẻ hình ảnh chụp bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới, xác nhận sắp kết hôn với Trương Giang. Ngày 10 tháng 5, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn cưới trên trang fanpage cùng chia sẻ. Tháng 5 cảm thấy hồi hộp. Dòng trạng thái này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Trương Giang và Nhã Phương sẽ cưới trong tháng 5 2017. Nếu đây là sự thật, có thể Nhã Phương và Trương Giang sẽ kết hôn ngay trong tháng 5. Sau nhiều tin vui của từ các cặp đôi của showbiz Việt, Trương Giang và Nhã Phương là cặp đôi mà các fan mong ngóng tiến tới hôn nhân nhất. Đặc biệt khi Trương Giang vừa mua nhà mới và dẫn Nhã Phương về quê họp mặt càng làm cho tin đồn cả hai sắp kết hôn được tin tưởng mạnh mẽ. Trong khi dân tình vẫn còn đang mông lung không biết đâu là sự thật, thì mới đây Nhã Phương đã bất ngờ đăng tải một hình ảnh mặc áo cưới và tay đeo nhẫn cùng với dòng trạng thái lững lờ trên trang cá nhân. Dù chưa rõ thực hư lý do mặc áo cưới ra sao, nhưng các fan đã lờ mờ đoán ra được ý của thần tượng và bay vào chúc mừng. Giữa tin đồn đám cưới, Nhã Phương lại chia sẻ hình mặc váy cô dâu. Dòng trạng thái lững lờ của Nhã Phương lại càng khiến các fan hâm mộ hoang mang. Không chỉ mặc váy cưới cô dâu, Nhã Phương còn đeo nhẫn và đây mới chính là lý do ai cũng nghĩ cô nàng sẽ kết hôn. Khi được hỏi, Nhã Phương cũng không hề đính chính mà thay vào đó là một biểu tượng xấu hổ. Theo như lời Nhã Phương viết cạnh ảnh, nếu kết hôn với Trương Giang là sự thật thì có lẽ sẽ tổ chức vào tháng 5. Trương Giang vừa mua nhà mới, vừa đưa người yêu về quê thì khả năng đang bàn bạc để chuẩn bị đám cưới là rất lớn. Trước đó, nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã khoe chùm ảnh chụp tại Quảng Nam, quê nhà của Trương Giang với dòng chú thích về quê. Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng tìm được hình ảnh Nhã Phương chụp chung cùng Trương Giang và gia đình nam danh hài. Đây là lần thứ hai Nhã Phương về quê ra mắt gia đình bạn trai. Trước đó, hình ảnh cả hai được cho là đang đi thử lễ phục cho đám cưới cũng được tiết lộ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cùng với đó là thông tin Trương Giang đã bí mật đặt chỗ tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh cho ngày trọng đại của hai nghệ sĩ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!